Bây giờ mình lên bài test cái kìm cắt cáp tuốt dây của Fukuoka Nhật Bản rồi nha anh em. Lần này mình sẽ test cho anh em các cỡ dây điện, mà những cái cỡ dây điện này anh em hay xài nè. Trong này có 1 chấm nè, 1.5 nè, cái này là 2.5 nè, rồi cái loại 5.5 nè, 8 chấm nè. Nói chung là những cái dây điện này là những dây điện anh em ta hay thi công công trình này. Thì mình sẽ test với cái dây 1 chấm trước ha. Chút ngăn cắt cáp của nó thì nó cắt cáp được tới là mình 16 ly anh em. Mình kiểm tra là nó cắt được tới 16 ly. Tuốt dây rất là đơn giản anh em mà. 1 chấm này anh em. Tuốt rất là ngọt. Rồi tiếp theo đến dây 1.5 nhé nè. Đó. Rất là ok. Rồi tiếp theo là đến dây KDV 3.5 với ba dây này, dây 3.5 cái này nó thông số của nó là nó ghi là 4 chấm, cho nên là gặp những dây 4 chấm anh em bọn tuốt được nhé. Rất là ngọt nè. Tiếp theo là đến cái dây 5.5, thông số của nó thì tối đa nó tuốt đến dây 6 ly nha anh em. Nhưng mà mình thử mình lấy dây 8 ly mình tuốt cho anh em xem á, vẫn tuốt được nha anh em. Còn về chức năng cắt cáp thì nó cắt tới 16 ly nha anh em. Cắt rất là ngọt. Cắt thì đơn giản rồi, những cái dây nhỏ nhỏ như thế này thì anh em cắt rồi dập đôi lại test cho anh em thấy. Rồi, hai dây 8 ly thành ra 16 ly nè. Rồi, giá là 280 ngàn, chi phí vận chuyển một cây. Anh em có cây kìm cắt cáp Fukuoka của Nhật, chất lượng cực kỳ cao. Rồi, xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh em.